Chương trình Sống đời toàn diện và Phạm Minh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời toàn diện do Hội Từ bi Phụng sự chủ trương với sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường. Anh Trâm xin được hân hạnh giới thiệu quý vị Thầy Hàng Trường ạ. Thưa Thầy cũng như thưa quý vị, một lần nữa anh Trâm xin kính mời quý vị tham dự những cái sinh hoạt của Hội Từ bi Phụng sự ngay tại quận Cam của chúng ta. Địa chỉ là 420 South Brookhurst, Anaheim, California 92804. Và tại đây có những lớp học để chúng ta cùng rèn luyện thân thể cho được thư giãn cũng như là khỏe mạnh. Thứ nhất là về lớp càn khôn thập linh, càn khôn sống vui khỏe cũng như các lớp dưỡng sinh ngay tại quận Cam, ngay tại Hội Từ bi Phụng sự vào hàng tuần mỗi ngày. Quý vị có thể gọi số là 714-625-8966 để biết thêm chi tiết. Ngoài ra còn có những lớp thiền về phần tâm linh của chúng ta, phần giúp chúng ta thư giãn, và nhất là có những cái buổi giảng pháp của thầy về lớp tu Bồ Tát đạo, làm thế nào mà chúng ta có thể phục vụ như là một vị Bồ Tát. Tất cả những tin tức xin quý vị một lần nữa gọi 714-625-8966. Ngoài ra website của thầy có thêm những sinh hoạt của hội, quý vị có thể vào là thầyhangtruong.com. Và nếu muốn quý vị muốn tìm hiểu thêm những bài pháp ngắn của thầy có trên YouTube thì mời quý vị vào YouTube và cái channel là Thầy Hàng Trường. Trước khi vào chương trình, anh Trâm xin được mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà năm 2017 tại Anaheim Convention Center. Hội Từ bi Phụng sự và Thầy Hàng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà được tổ chức tại Anaheim Convention Center vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 8, 9, 10 tháng 12. Vào cửa miễn phí có phục vụ ăn trưa. Chương trình gồm có thuyết pháp, thiền trà, thể dục dưỡng sinh, tam bội nhất bái và mạn đà la lành trị cầu nguyện cứu khổ cứu bệnh nan y. Xin ghi danh tham dự tại trang nhà pháp hội zida.com hoặc điện thoại số 714-561-5974, 561-5974. Kính thưa quý vị, và trở lại chủ đề hôm nay, vẫn tiếp tục những cái chương trình trước, chúng ta sẽ được nghe thầy giảng về tu ngũ căn. Và chương trình đầu thì nói về tu, về cái lưỡi, cái cách nói năng sao cho nó hợp thời, cho nó dễ thương, cho dễ nghe. Và cách thứ hai là tu về cái mắt, tức là cách nhìn như thế nào, nhìn bằng đủ mọi khía cạnh và nhìn thông suốt. Thưa thầy, và con nói vậy có đúng không thầy? Cái nhìn thì nhìn như thế nào để cho mắt mình nó hiền hoa. Và do đó người ta mới tù hồi xung quanh mình được, vì là cái tâm hồn của mình là phải trống sáng hiền hòa, chứ đừng có mắt nhiều khi mình quá sáng quắc ra thì nhiều khi những người họ là không có thể ở với mình được. Thế nên mình cái mắt mình hiền từ mới được. Và bây giờ thì ngày hôm nay thưa các bác đó, thì là mình sẽ nói về tu cái lỗ tai. Rồi thì xin các bác nhìn cái hình mà thầy vẽ ở đây để mình biết đó, là theo cái ngũ hành hay là ngũ tạng đó, thì nó gồm có 5 cái gọi là tim hay là tâm, rồi đến gan này, rồi đến thần này, rồi phổi tỳ. Nhưng mà cái chiều mà mình gọi là cái chiều mà tương sinh á, thì nó đi như vậy, là nó đi theo cái chiều này, tương sinh là cái chiều này này. Tức là cái kim mộc thủy hỏa thổ đó các bạn biết không? Thì cái tim này ấy, thì nó thuộc về hỏa, cái tỳ là thuộc về thổ này, rồi cái thổ là sinh phổi ấy, là thuộc về cái hành kim, cái thần thuộc về hành thủy. Và cái gan thuộc về hành mộc. Thì mình đã nói trong cái kỳ trước rồi, mình nói về cái hỏa này nè, cái mộc này. Bây giờ ngày hôm nay mình nói về cái thần. Thì cái cơ quan đi liền về cái đó, tức là cái tâm đi về cái lưỡi, cái gan đi về con mắt. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thần đi về cái tai. Thì đầu tiên cả thì thầy xin hỏi gì đó, thì biết cái tai mình có mấy cái không? Dạ thầy có hai ạ. Hai cái mà gì biết, mình nằm ở cái mai tay, nằm ở mặt cái nằm ở đâu đấy, rõ ràng nằm bên bên đây hay bên đúng không? Nó rất là hay, là bởi vì nhìn cái dạng của cái tai rất là hay. Từ cái tai đó thì thưa các bác đó, cái lỗ tai mình từ đấy đó mà mình đi một vòng ra là 60 năm. Cho nên đó, cái phần cuối cùng này đó là cái phần đó mà nó càng ngày nó càng dài được, mà càng dài tức là mình sống càng thọ. Chứ còn không thì đi một vòng đây là 60 tuổi thôi. Thế nên là tại sao mình càng sống càng thọ, tức là nó càng dài ra, mà người mà sống càng thọ nó có vài ba lý do, là bởi vì mình sống tốt, mình ăn hiền ở lành, mình không ăn cái đồ bậy bạ, nhân duyên mình ăn đồ độc được thì mình sẽ sống dài hơn. Và mình đối xử với người ta mà tốt đó, thì là đương nhiên là người ta muốn ở lại.
Tức là thầy đang nói về cái tướng tai đó. Cái tướng tai đó, ngoài cái tướng tai không, vì cái tai này cũng nhiều chuyện là bảo là, nhưng mà tại vì thầy không muốn đi vào cái tướng màu, tại vì cái tướng màu đó nó sẽ làm cho mình quên đi cái Phật pháp, nên mình không nói về cái tướng màu, mình chỉ nói về một cái chuyện thôi là, nếu như cái lỗ tai của mình là nó là cho biết là mình có 60 năm. Và cái lỗ tai, cái dài tai này càng dài thì mình sẽ càng sống nó càng lâu hơn và cái phước đức mình càng lúc càng nhiều hơn. Là nhiều khi là mình giúp người giúp đời thì là cái chỗ này nó lại càng ngày nó càng dài. Cho nên Đức Phật lúc nào lỗ tai ngày cũng dài xuống cả, nhưng mà nó dài là một chuyện. Nhưng mà các bạn biết cái tai nó hay đó, là nó nằm hai bên này đó, cho nên nó nghe được cái chuyện phía trước. Bên này nó sau lưng luôn. Nó nằm sau lưng mình nghe, tức là nó mọc ra cái chỗ là nó nghe được cái toàn diện cả. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà cái tai mà nó mọc được mặt đây còn cái lỗ tai đây còn lỗ tai đó. Thành quái vật rồi. Thành ra là nếu nó mọc như vậy thì cái bà không thể nghe phía sau được, nghe phía trước thôi. Dạ. Các bạn thấy không? Thế nên là cái lỗ tai mọc hai bên là nghe toàn diện mà nó là không có chướng ngại của mắt, cái này cái đầu tiên cả đó. Thì mình phải nhớ đó. Cái chuyện nghe của mình đừng bao giờ để chướng ngại cái nhìn của mình cả. Nhưng mà tưởng tượng mình nghe một cái là mình tức giận lên rồi. Cho nên cái nguyên lý đầu tiên là mình nghe thì nghe, nhưng mà đừng để cái nghe đó mà là chướng ngại cái thấy. À, tại vì cái sinh trưởng của cái lỗ tai này nó cản cái nhìn đó phòng ạ. Nên nó cản trở cái nhìn. Thế nên cái chỗ đó đó là cái là nó phiền phức lắm. Thì thường thường là mình cứ nghe mà người ta nói một câu thôi là cái nhìn mình là hư rồi. Cho thí dụ cái bác ở nhà đó, bạn nghe người ta nói ông chồng của chị đó, tôi nghe nói ông chồng chị cũng về Việt Nam rồi, ông gặp cặp con này con kia, mình nghe thôi cái đó là con mắt mình đó, là bây giờ hết thấy đường rồi, không còn tin tưởng ông gì cả. Mình giận mình sôi lên rồi, nhưng mình chưa nhìn thấy, mình chưa có những cái chứng cứ gì cả, nhưng mình đã tức giận rồi. Thì cái đó là nói tới một chuyện khác nữa, tại ra là cái lời nói đó thì nó dính liền với cái cảm xúc của mình máu hơn là cái nhìn của mình. Cái lời nói nó cũng có cái tác dụng. Và do đó là vốn cái lỗ tai mà nghe đó phải. Lời mình đừng nghe đó, mình nghe số bố tác dụng lắm. Nhưng mà còn một cái chuyện này, nếu các bạn để ý đó thì là dường như mình thấy là cái người nào mình thấy cái lỗ tai đó, cái lỗ bên trong nó đen thôi thì giống như cái hang vậy đó. Mà thật sự nó là như cái hang. Tại vì khi mà âm thanh nó vô nó mà xoắn vô trong cái mang nhĩ phía trong đó. Thế nó không thẳng đuột như vậy mà nó xoắn vô một chút để chi vậy, để mà cái âm thanh nó từ từ nó giảm bớt và nó vô chính xác hơn trong cái mang nhĩ. Thì thưa các bạn đó, cái hình ảnh của cái hang đó, đó nó cũng nói rằng đó, đó là cái chỗ tối tăm. Thế nên bây giờ mình gọi là cái lỗ tai đó thì mình gọi là cái chỗ mà tối tăm. Cái chỗ mà mình gọi là cái hang động. Cái chỗ đó mà mình gọi là cái bóng tối và cái điểm mù. Bóng tối mình không thấy, điểm mù là mình không biết. Và vì vậy cho nên là liên hệ tới cái tiềm thức của mình. Và cái mà mình chôn mình giấu phía trong đó, nếu cái háng mà mình chôn mình giấu thì ý của mình nói là sao, cái lỗ tai này đó, cái lỗ tai, cái bỏ qua cái lỗ tai này này, cái trong này nè, đen thui trong này nè, cái lỗ tai này đây, đây cái lỗ tai thường thường là nó như vậy nè, nó có cái này vấn đề, thì cái phần mà trong này đen thui đây này, là khi vào đây thì các bạn biết đó, làm là hàm ý rất là độc đáo, là nói rằng đó là cái lỗ tai, những cái dường như mình nghe đó thì thường thường là nó giống như đi vô trong cái hang động, đi vô trong cái chỗ sâu đó, thì cái lỗ tai là nó dính liền, nó gắn liền với cái thần. Mà cái thần của mình nằm phía sau lưng. Cái hệ thống của cái lỗ tai và cái hệ thống của thần đó là dính liền với nhau. Cho nên cái sau lưng là cái quá khứ, cho nên khi mình nghe rồi đó thì thường thường những cái cảm xúc, cảm tình cái gì bên thì thường thường là mình cho nó vô trong quá khứ, rớt xuống trong tiềm thức, rớt xuống trong cái chỗ tối tăm, chỗ hang động, chỗ bóng tối, chỗ điểm mù, chỗ tiềm thức, chỗ trốn giấu. Cho nên là thường thường đó là cái chỗ đó mà đen đó, thường thường là cái chỗ mà gọi là sợ hãi. Cho nên cái thần là chủ về cái chuyện sợ hãi của mình. Sợ hãi đó là một cái cảm xúc đó mà nó gắn liền với cái thần của mình. Mà khi mình hết sợ đó, bất an đó không ạ? Sợ hãi bất an không? Sợ hãi này, bất an, đúng, bất an. Thì những cái này nó gắn liền với cái thần. Và khi mình hết sợ đó thì mình làm cho cái thần nó mạnh hơn. Mà khi mình sợ quá đó thì cái thần mình nó sẽ đi xuống, làm cái thần mình đi xuống. Thành ra đó là một cái mà điều mà rất là quan trọng. Cho nên đó, tất cả dính liền với cái lỗ tai của mình. Lỗ tai mình nó hay làm cái tiếng nói đó, âm thanh nó vào đó. Thì cho nên tại sao mà khi mà mình giận dữ thì mình la lên thật lớn.
mình tức mình la để cho người ta sợ. Cho nên cái người đó mà càng giận dữ đó, mà càng la mắng để cho người ta sợ đó, thì người đó tạo cái sợ hãi cho người ta bao nhiêu đó, thì chính mình cũng là tổn hại cái thần mình bấy nhiêu, và mình cũng có cái sự sợ hãi bên trong bấy nhiêu. Thì nắm được cái điều triết lý đó không? Thầy nói mà tổn hại cái thần của mình làm sao thế thầy? Thần. À cái thần, dạ. Yeah, yeah. Thần. Cho nên mình mà càng đe dọa người ta, mình càng nói dữ, nói dằn người ta bao nhiêu đó, thì thật sự cái thần mình càng lúc nó càng yếu đi. À. Cái khí năng lượng trong cái thần nó càng lúc càng yếu đi, nó không có mạnh được. Cho nên một trong những cái chuyện mà thường thường đó, là người ta khuyên mình là mình nên nhẹ nhàng, đừng có nói năng, đừng có đe dọa người ta, đừng có làm cho cái thần của mình là bị hư bằng cách là mình lúc nào mình cũng giận dữ, lúc nào mình cũng mấy cái thần thuộc về cái hỏa, mà cái thần thuộc về thủy các bác. Thế nên thần này là thuộc về thủy, mà mình hỏa mình nhiều quá thì không được. À. Và cái mình thường thường mình nói bệnh tiểu đường nó không dính dáng như cái thần cả, nó dính dáng mấy cái spleen. Nhưng mà cái đường ngọt đó thì nó là một cái loại hỏa, thì cái loại hỏa đó ảnh hưởng trong cái thần của mình. Vì cái thần là thủy mà. Cho nên mình nói về nhiều cái triết lý thì mình thấy rằng, thưa các bác, đó là cái lỗ tai của mình đó, nó gắn liền với cái thần, nó gắn liền với sự sợ hãi. Cho nên cái lời nói, chuyện đầu tiên của mình tu cái lời nói của mình đó, mà tu cái nghe đó, là mình nghe mà đừng để cho cái sự sợ hãi nó khởi lên. Cho nên đó, là nghe, và đương nhiên là qua cái đó nghe đó, mà không sinh cái sợ hãi. Mà không sinh sợ hãi tức là không có sinh cái cảm giác tiêu cực. Mà nói như vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình cái nghe này nó trở thành một cái mà rất là quan trọng, là mình lắng nghe. Cái nghe biến thành lắng nghe, tức là nghe mà mình conscious là mình chú ý, mình chủ động. Lắng nghe là một cái sự chủ động. Thường thường là mình không có chủ động lắng nghe. Mình nghe sơ bên ngoài rồi bắt đầu mới xong. Thế còn mình chủ động thì là mình là hết sợ. Mình chủ động thì mình lại không có sinh ra dễ dàng những cái sự sợ hãi, và không có sinh ra tiêu cực quá mau. Cho nên thường thường đó là một trong những phương thức đầu tiên của cái cuộc sống của mình, là mình phải làm sao mà tập lắng nghe. Mà nổi chuyện lắng nghe không là chỉ thấy đã là một cái khả năng rất lớn. Thí dụ như thầy mà lắng nghe chị. Yeah. Không, thì như thầy muốn lắng nghe chị, bây giờ chị nói, thưa thầy, con có một nói chuyện với thầy. Thì thầy mà vô, thầy chị không nói cái đề tài gì, thầy vô thầy cũng sợ, chứ không biết là chị nói, chị muốn lá, chị mắng gì không. Thế nên thầy sợ đúng không? Thầy nói, nếu mà thầy vào đó, mà thầy ngồi thầy lắng nghe, thì dù chị là boss của thầy, thầy ngồi thầy lắng nghe, thì nó ngược lại, cái tác động nó ngược lại. Là mình nghe cái triết lý, mình nghe cái đạo lý, mình nghe để hiểu cái chữ đó nói cái gì, thì mình lại không sinh ra những cái chuyện mà mình gọi là sợ hãi. Cho nên nó có cái phần rất là hay, cái lắng nghe nó không phải là cái nghe mà nó gọi là nó bị cái tiềm thức nó khống chế. Thường thường là mình ở trong cái dạng là bị cái tiềm thức nó control, tức là mình nghe nhưng mà mình phải thỉnh, mình văng là mình nghe cái lời nó tới đi qua, thì trong lòng mình nó nổi lên đủ thứ sợ hãi cả. Nhưng mà nếu thỉnh tức là mình chuyên tâm vào mình nghe. Vâng, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Sống Người Toàn Diện. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Sống Đời Toàn Diện với thầy Hành Trường và anh Trâm. Với cái đề tài hôm nay là tu ngũ căn, và thầy đang nói về tu về cái tai, cái lời mà mình nghe. Trước khi trở lại thì anh Trâm xin kính mời quý vị một lần nữa tham dự Pháp hội Di Đà 2017 tại Anaheim Convention Center của Hội Tứ Bi Phụng Sự kỳ này. Hội Tứ Bi Phụng Sự và thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà được tổ chức tại Anaheim Convention Center vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 8, 9, 10 tháng 12. Vào cửa miễn phí có phục vụ ăn trưa. Chương trình gồm có thuyết pháp, thiền trà, thể dục dưỡng sinh, tam bội nhất bái và mật đà la lành trị cầu nguyện cứu khổ cứu bệnh nan y. Xin ghi danh tham dự tại trang nhà pháp hội zida.com hoặc điện thoại số 714-561-5974, 561-5974. Và kính thưa quý vị, trở lại với chương trình hôm nay thì thưa thầy, con có câu hỏi là vì thầy nói là đang mình nghe thì phải mình chú ý nghe. Thì trở lại cái câu chuyện thí dụ thầy hồi đầu đó, là
mà ví dụ đó, con thấy hay lắm là vì nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất nhiều, là khi mà người vợ mà nghe ai nói về người chồng là về Việt Nam rồi lăng nhăng lung tung thì thế là người vợ nổi giận lên không còn biết cái gì nữa vì cái lời nói. Vậy thì nếu bây giờ nếu mà bà là người lắng nghe mà chú ý nghe thì cái để mà đúng là người biết tu cái tai đó thì như thế nào thầy? Lúc đó bà sẽ phải làm thế trước nào? Dừng trước lại. trước khi mà mình nói chuyện này thầy kể các bạn nghe cái chuyện cũng dễ sợ hơn nữa. Cái đó là cái chuyện mà ông Tăng Tử, thì ông mẹ ông là ngồi để mà làm gọi là đang tơ dệt, thì bà chủ đang tơ dệt thì có một người chạy vào nói: "Ô, con của bà giết người đó." Bà nói: "Làm gì, con tôi biết con tôi mà." Chừng 10-15 phút sau có một người khác cũng chạy vào nói: "Con bà giết người đó." Bà vẫn tiếp tục, bà đang nói: "Làm sao mà tính cái chuyện được." Lần thứ ba có một người chạy vô nói: "Ô, con bà giết người đó." Bà vất cái khung mà dệt đó, khung củi đó, bà nhảy lên cửa sổ, bà trốn đi luôn. Cái chuyện đó nó rất là nổi tiếng trong cái nhà nho, là nói rằng là nếu mà người ta nói 3-4 lần mà mình nghe rồi thì mình tin là thiệt rồi, tức là mình gọi là cái rumor, tức là cái tin đồn đó, nó thành tin thiệt nhưng mà nếu mà nhiều người nói quá. Và cái đó là cái chiến thuật rất là quan trọng của những cái nhà mà mình gọi là làm propaganda, tức là tuyên truyền, thì họ cứ lặp đi lặp lại chuyện đó hoài thì họ tẩy não mình thôi. Thầy làm con nhớ chữ fake news. Thì fake news đó, thì mình cứ làm đi làm lại, mà các bạn biết là Facebook tôi ngã là bỏ 100.000 ra để mà nó quảng cáo, nhưng mà nó đi vô trong những cái nhóm để mà làm cho mình cứ tin là như vậy như vậy như vậy như vậy. Thì thứ ba đó là cái vấn đề chính là của cái tín đồ đó, là cái người đó cứ lặp đi lặp lại đi ra hoài. Cho nên người ta có một câu thế này: người trí đó không bao giờ lặp lại tín đồ, người mà trí huệ thì không lặp lại cái tín đồ. Cho nên thị phi chỉ ư trí giả, cái thị phi thì chỉ là ngừng lại ở người trí, tại vì người trí không lặp lại tín đồ. Cái câu đó, đó thì là mình cũng nên biên xuống mình học. Cái người trí này thì không lặp lại tín đồ. Và thưa các bác đó, là cái chuyện mà tín đồ trong cái thời đại này là kinh khủng lắm, bởi vì đó là một người nào nói: "Ô, ông thầy như vậy," là mình lập tức là mình đi nói lại để lại người khác liền, và là truyền máu ra vô cùng. Nhưng mà mình chưa chắc thấy, mà mình chưa biết câu chuyện như thế nào. Thường thường đó là một cái chuyện bình thường nhất là các bạn biết thầy không bao giờ mà thầy đi dạy mở luân xa cả. Và thầy chỉ nói là cái năng lượng trong cái luân xa đó, cái năng lượng mà nội tại luân xa đó đó, mình phải cần hiểu đó là nó dính dạng gì với cái cảm tình, cảm xúc, tư tưởng đó. Tại vì đó là một cái năng lượng trong người của mình, thì làm sao mà chuyển hóa nó. Thầy không có dạy mở luân xa, nhưng mà đó, những cái người mà họ nghe khúc đầu thôi, họ nghe khúc sau đó các bạn. Người ta gọi là selective listening, là họ chỉ chọn cái chỗ đó họ nghe rồi họ nói, vì họ nói thầy là người đi mở luân xa. Nhưng mà thầy xin thanh minh các bạn, thầy không hề có chuyện mở luân xa bao giờ cả. Và thật sự thầy chữa rất nhiều người đi mở luân xa mà bị ma nhập. Với rất nhiều, nhiều thì cũng nhiều, không nhiều thì mấy trăm người đó, nhưng mà chục người thì có. Là đi mở luân xa, học mở luân xa rồi bị tẩu hỏa nhập ma, tới gặp thầy để mà xin trị liệu, thì chuyện đó có thiệt. Nhưng mà không hề có chuyện thầy mở luân xa. Nhưng mà khi mà thầy nói là: "Ô, thầy nói cái luân xa này, luân xa kia," thì họ lại nghĩ rằng là thầy truyền dạy luân xa, chuyện đó không có. Và thậm chí nhiều cái website này mà nói về chuyện đó mà thầy không hề có, thầy không hề dạy nữa. Cho nên thầy thấy là cái đó là cái chuyện tại sao là cái người trị không lặp lại tín đồn. Thì cái tin đồn đó là kinh khủng, khi 3 lần 4 lần nên chạy chạy bong bong, là chạy những người thân thuộc của mình thì nó tới với mình thì mình chết. Cái đó là tu cái lưỡi rồi thầy hả? Cái đó thì mình tu cái lỗ tai, Không lặp lại cái tin lưỡi đó đồn. không lặp lại tin đồn đó, là bởi vì cái lỗ tai là nghe, vì cái lỗ tai lưỡi nó gắn liền với nhau mà. Thành ra đó, chuyện đầu tiên là thì mình không lặp lại cái tin đồn. Và nếu mà cái người chồng đó, mà bạn nghe một người như nào nói về người chồng của bạn đó, bạn mà càng cật vấn đó, thì họ lại càng đặt ra những cái điều làm như thế là họ biết thiệt cái đó. Ở là tôi thấy rồi, hay là bạn tôi thấy như thế này rồi cháu thấy. Nhưng mà thật sự là cái đó là nó phiền lắm. Cho nên nhiều khi đó, bạn nghe đó, thì bạn đừng có để cái lời nghe là cản trở con mắt nhìn, thì bạn cần quan sát người chồng của mình. Quan sát, có những cách để quan sát, bạn muốn hiểu cái sự quan sát cách nào đó thì nó có những sự hiểu biết về cách mình quay này, cái thái độ hàng ngày,
cái cách mà ông chồng đối xử với mình, cái mức độ tình cảm với mình, cái con số mà trong nhà băng đó, nó có bị rút đi mất tiêu một cách vô lý hay không. Đó, cái check là biến đâu mất rồi. Và cái thời gian ông ở với mình đó, nó có biến mất chỗ nào không? Thì con mắt mình nhìn đó, để mình suy đoán. Và mình có thể xin đưa cái phone tôi quay qua ai, đưa cái iPad tôi quay qua ai, cho tôi vô cái email tôi quay qua ai, thí dụ như vậy đó. Thì con mắt mình nhìn thấy mình biết các bạn. Mà nhiều khi là mình nên confront, mình nói ngay là em có nghe chuyện này, em cần biết. Thì nhiều khi cái chuyện đó nó sẽ giải quyết rất nhiều hơn là mình chạy vòng vòng, mình nghe là mình bắt đầu mình thuê trinh thám lại để biết. Thì trinh thám là cái gì? Là con mắt đi nhìn thôi. Nhưng mà nếu mình nói thẳng thì nhiều khi là nó đỡ tốn tiền hơn đó. Mà thực sự đó, các bạn biết không, thì những cái người mà đàn ông mà họ lớn tuổi đó, họ đi về kiếm những cái cỗ đó vân vân, thì cái thiền đường đó rất là nhiều, là tại vì người đàn ông đó sẽ tới một cái mức độ đó họ cần cái sự mà mình gọi là nhẹ nhàng, mình có cái sự mà thương mến đùm bọc, hay là mình gọi là cái gì caring, là cái gì quan hoài nó đó. Mà nhiều khi đó, mình ở với nhau, nhiều khi mình cái văn hóa của mình không còn làm nữa, thì họ đi tìm những cái đó. Nhưng thật sự những cái người mà trẻ, những cô gái hay nó đó, thì họ có mục đích khác, họ cho cái đó một chút này, nhưng mà họ lấy cái tiền họ đi tìm cái đời riêng, họ tìm họ quay như là một cái springboard đó, để lên là một cái gọi là cái gì chị à? Cái cầu nhảy ấy, mình nhảy ấy. Thành ra đó, nhiều khi là những ông chồng là nhiều khi cũng có thể là đang gặp nạn, cho nên mình cũng không nên ép quá, mà mình nên làm sao hướng dẫn. Thành ra cả đó là cả cái nhìn, làm sao mà hướng dẫn người chồng của mình đó, để cho họ thức tỉnh mà ra khỏi những cái nàng đó. Đâu phải là cái nàng bạc cho nó, không phải là một cái điều gì vui mừng cả. Tại vì khi một người mà có vợ có chồng rồi, nhưng mà bây giờ phải cần một cái cô trẻ hơn vân vân, là đó là một cái nàng, và nó cần sự cảm thông của hai bên, của người vợ và người chồng. Làm sao mà người vợ có thể lắng nghe được cái nhu cầu người chồng, và làm sao người chồng có thể lắng nghe được cái nỗi niềm của người vợ. Thành ra trong cái trường hợp đó, đó là cả một trường hợp tu cái lỗ tai các bạn, là lắng nghe. Cho nên khi mà lắng nghe đó thì mình lắng lòng được, bây thầy biên xuống rồi. Mà khi mà lắng lòng được thì mình biết toàn diện hơn. Tại thường thường là mình nghĩ là mình biết toàn diện, nhưng thật sự mình biết toàn diện. Nhiều khi mình lắng nghe được thì mình biết cái nỗi khổ của ông chồng. Nhiều khi ông chồng cần những cái nhu cầu rất là giản dị, là chỉ ngồi để mà uống nước trà thôi. Nhưng mình ông uống nước trà, mình không thể nói chuyện với ông được, hoặc là mình nói những cái chuyện ông không muốn nghe. Thành ra là ông phải đi tìm bồ nhí, ông phải tìm những cái người nào để mà giải tỏa những cái chuyện mà ông xảy ra. Và người ta thấy rằng đó là cái khoảng thời gian đó mà cái người mà mình gọi là lớn tuổi đó, ở Việt Nam mình, người đàn ông đó, thì thường thường thì họ cần một người đàn bà khác đó, là vì có hai lý do chính thôi. Theo như cái research mà thầy biết đó, có hai lý do chính đó. Một là bị họ cần cái tình dục, thỏa mãn tình dục, mà họ không ngờ rằng cái tình dục của họ đó, cái hormone của họ đã hết rồi. Cái mà mình gọi là cái andropause, là cái thời gian mà tình dục của họ đã hết rồi, nhưng mà họ là một cái vòng tượng muốn thêm thôi. Và lý do thứ hai đó là họ muốn người để mà lo lắng cho họ lúc tuổi già, mà nhiều khi cái người vợ không thể làm được, hoặc là người vợ làm thiếu sót quá. Cho nên khi mình bắt đầu mình hiểu như vậy rồi đó, mình hiểu cái nhu cầu của người đàn ông mà đã quá 50, quá 60, và nhiều khi quá 70 rồi đó, thì họ chỉ cần hai chuyện đó thôi đó. Thì bây giờ mình mới đặt ngược câu hỏi lại đó, là mình lộ tai mình nghe đó, thì mình chú ý qua thử là mình làm sao cho cái lòng họ nó lắng xuống, để họ khỏi đi tìm những chuyện đó, và mình làm sao để cái nhu cầu của họ được đáp ứng. Thì nhiều khi đấy, các bạn biết nào, thứ thầy mấy người đàn ông này có cái nhu cầu tình dục, nhưng mà thật sự đó là không có thể nào đó mà nó tới cái chỗ đó mà nó mình gọi là nó điên cuồng được. Và có nghĩa là sao? Có nghĩa là theo như là cái những cái bài mà thầy đọc trên mà sách vở, thì họ nói rằng đó là cái người đàn ông là nhiều khi cái nhu cầu mà lớn nhất đó không phải là tình dục, mà cái nhu cầu được cảm thông. Mà sau khi nhiều năm nhiều tháng, khi họ trưởng thành nhiều rồi đó, thì họ cần được cảm thông nhiều hơn, họ cần có cái người nói chuyện nhiều hơn. Và bên Nhật Bản ấy, chị có biết không, Nhật Bản ấy, là họ có cái club đó, là những người đàn ông đó đó, họ đi vào club, họ ngồi là để mà nói chuyện với người đàn bà thôi, họ trả tiền cho người đàn bà thôi. Tức là có một cái hiện tượng thật sự như vậy. Và bên dạ, anh nói chuyện không thôi thế này. Không nói chuyện thôi. Thì tức là có một người để mà cảm thông, tức là nó có cả một cái nhóm người rất lớn, tại vì là họ không phải là họ cần cái tình dục, thì họ biết họ không có cái khả năng đó nhiều nữa. Thế nên cái người đàn bà đó họ
họ dress up, họ đi làm những cái chuyện đó để mà thỏa mãn một cái nhu cầu rất là quan trọng là được cảm thông thôi. Là chuyện này nó về là dắt đi phố đi chơi này nọ. Thì cái chuyện này các bạn cứ nghiên cứu, bạn quay lên online, các bạn quay sách đó, thì các bạn sẽ thấy đó là đó là một cái hiện tượng nó xảy ra trong cái thời đại bây giờ của những người mà giàu có và những người mà cần cái ấy. Nhưng mà thầy không thể dám nói chắc đối với những người đàn ông Việt Nam được, thầy chỉ nói là những cái mà thầy đọc trong sách và qua trên online để biết rằng là cái nhu cầu đó về sinh lý đó, thì không nhiều bằng nhu cầu tâm lý, mà tâm lý đó rất là quan trọng đối với những người đàn ông mà khi họ đã tới một cái tuổi nào đó rồi đó thì họ cần được sự cảm thông nhiều hơn. Vậy thì con nói vậy con thấy là tu cái tai nó khó như vậy chứ thầy hả? Thật sao khó, cái nên đi con âm Bồ Tát mới đặt ra một cái phương pháp mà hy vọng là mình có một cái sâu khác mình nói đó, gọi là nhị căn viên thông. Mình phải nghe toàn diện thế nào là nhị căn, nhị là cái lỗ tai, viên thông là gì, là toàn diện. Mà toàn diện là nghĩa là sao? Nhiều khi đó mình phải lắng nghe chuyện này, lắng nghe chuyện kia, lắng nghe, nhưng mà lắng nghe bên ngoài không được, mình lắng nghe để mình hiểu được cái tâm lý phía dưới. Thí dụ khi mà người vợ của bác đó mà mời bà ăn, mà bà ngồi bà không nói gì đó, bà ngâm trầm ngâm, mình biết trong lòng bà có cái gì đó. Mà khi bà nói lên câu, bà nói, ồ, sao mà cái nhà nó dơ quá vậy, không ai mà quét. Thì thật sự đó, mình không nên mình nghe là cái chuyện cái nhà không có người quét, mình muốn đi quét cái nhà. Mà nhiều khi, đây là cái lời nói thế này, nhưng mà phía dưới này, cái tâm tình của bà đó, là sao mà thiếu sự quan hoài vậy, không ai quan hoài tới cái chuyện gì cả. Mà thiếu sự quan hoài tức là thấy cái sự mà lạnh lùng, lạnh lẽo. Mà lạnh lẽo đó đấy, có thể là mình lạnh lẽo với vợ mình, có thể mình lạnh lẽo với con cái mình, lạnh lẽo chuyện này chuyện kia, mà nó tỏa ra trong cái chuyện là không có người quét nhà. Thế nên lắng nghe đó là đi vô trong cái phần sâu của tiềm thức, đi vô sâu trong cái phần mà giống như cái thần nằm sau lưng của mình không thấy các bạn. Nếu cái thần nằm trước thì dễ thấy, cái bạn xoa xoa cái bụng một thấy, nhưng mà bạn ít khi nào bạn có thể xoa cái thần được. Cái ga mình rơi rơi mình đè mình biết, rồi mình biết cái ruột rồi nào thì mình thấy được, nhưng mà cái thần nó khó, nó bị nằm sau lưng mình đó. Cho nên đó, cái lắng nghe là mình nghe được cái điểm mù, nghe được cái chỗ mà nó huyền bí, nó khó thấy, khó biết và không người nào nói ra. Bởi vậy cho nên đó là cái phần đầu tiên mà mình nói ngày hôm nay, thì hy vọng là các bạn sẽ suy nghĩ thêm đó, để biết là cái chuyện lắng nghe là rất là quan trọng. Và lắng nghe thì mình đưa tới lắng lòng, mà lắng lòng thì mình mới biết được toàn diện cái câu chuyện của người đối thoại với mình. Rồi, cảm ơn. Thưa thầy, chúng ta còn một phút nữa. Có phải tại vì vậy mà người ta hay khen những cái người mà nói chuyện hay ấy, thật ra là họ không nói gì hết mà họ chỉ có nghe thôi. Có một phần cũng đúng, họ nghe nhưng mà họ biết chế mà những cái câu để cho mình cởi mở cái tấm mình ra. Tại vì cái nghệ thuật lắng nghe là nghệ thuật mà rất là cao, là cái nghệ thuật đó là thường thường mình nói, vì sao mình nói là vì mình muốn chứng minh cái bản ngã mình hay, mình ngon lành, mình giỏi. Hai vợ chồng tại sao mà cãi nhau hoài là bởi vì ông chồng ông muốn chứng minh là ông biết nhiều hơn người vợ. Mà tại sao người vợ nói nhiều là người vợ không muốn bị đè xuống. Người vợ cũng nghĩ tôi giỏi lắm, nhưng mà sao mà nói đến đâu, nó phụ đầu tôi hoài đâu có được. Thành ra cả hai cái là cái dynamics. Nhưng mà các bạn biết nó có nhiều cái lý do mà nó phía sau những cái chuyện mà thầy nói về cái chuyện mà tại sao hai người không thể nào mà hài hòa được. Thì mình sẽ chờ cơ hội khác mình nói chuyện. Dạ, con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, rất tiếc là chương trình Sống Được Toàn Diện lại hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị theo dõi và rất mong là quý vị trở lại cho chúng ta tiếp tục câu chuyện này vào tuần tới. Em xin kính chào quý vị khán thính giả.